nó chuyển đổi từ cái việc mà khi các nhà đài quy định là người xem gì, xem nội dung như thế nào, rồi xem thời gian nào, chuyển sang cái việc mà người xem người ta chủ động hơn về việc lựa chọn nội dung để phù hợp với nhu cầu của mình. Đặc biệt là một ví dụ điển hình như là YouTube của chúng ta là một cái mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất hiện nay. Xu hướng thông tin và giải trí mới của các kênh YouTube thì thu hút người xem đông hơn lượng khán giả của nhiều kênh truyền hình lớn. Và tại các kênh này thì người xem cũng có thể tự lập ra một cái kênh YouTube và cũng có thể nổi tiếng mà không phải thông qua một cái hệ thống cồng kềnh như truyền hình. Thì dạ cho em xin hỏi anh Chí Kiên có nhận định như thế nào về cái sự phát triển của các dịch vụ dựa trên Internet tương tự như trên ạ? Vấn đề này thì tôi cũng có những suy nghĩ là thực ra thì cái nền tảng YouTube là nền tảng rất là lớn, nó cũng có cái tác động và chia sẻ cũng là bằng cầu thật. Thế thì ở đây thì tôi chỉ nghĩ là này là tức là mình cũng nhìn nhận lại cái nền tảng này nó có cái trái và phải như thế nào và cái tương lai của nó sắp tới như thế nào. Thì tôi muốn chia sẻ hôm nay rất tiếc là không có cái đại biểu của cái phát hành hình. Thế là tôi đầu tiên tôi chia sẻ những cái vấn đề mà có lẽ là kể cả vừa rồi trong cái phần mà nghị định 06 bản chỗ anh Thành cũng có đề cập. Thực ra ấy, là chúng ta vẫn đang là sử dụng cái nền tảng rất là thuận tiện mọi người từ trẻ đến già đều có thể là có cái thể hiện ở trên đấy, và rất nhiều người của chúng ta thì kiếm được tiền ở trên đấy. Thế mà tôi có lẽ là tôi phải tiết lộ cái thông tin này thì khả năng là cũng có thể mọi người chưa biết là trong một số quá trình mà làm việc với YouTube thì mới phát hiện ra rằng người Việt Nam mình rất tích cực, là một trong những cái đất nước là có khi là kiếm được nhiều tiền nhất từ YouTube. Đấy, người Việt Nam thì rất sáng tạo. Thế tuy nhiên ý, là cái một mặt thì cái nội dung của chúng ta đưa lên thì là tốt, nhưng tuy nhiên là cũng có cái mặt trái là nó cũng còn rất nhiều cái thứ mà YouTube người ta đã cảnh báo mình về các cái kiểm duyệt, về các cái thông tin nói chung đầu tiên là nhà bảo quyền này, rồi những cái nội dung thì chưa phù hợp với lứa tuổi hoặc là hướng dẫn cái lớp trẻ cũng chưa được tốt, tạm gọi là nó nhiều cái thông tin chưa được hợp với thuần phong mỹ tục, và thậm chí là nó cũng vi phạm những cái chung của thế giới về cái các cái tệ nạn, những cái việc phổ biến về các cái gọi là tình dung chẳng hạn, cũng như thế rất là nhiều cái nội dung ở Việt Nam mình vi phạm. Và thực tế ra thì chính ra người Việt Nam mình đang tức là những người sử dụng YouTube thì những người YouTube ở Việt Nam đang kiếm tiền từ những người mà YouTube trên thế giới. Đấy là cái thông tin tôi tiết lộ ở đây. Thực ra là tôi mới cũng nắm được cái thông tin này. Thế là qua quá trình làm việc với lại Google, YouTube trong cái việc mà mình đấu tranh để cứ tạm gọi là chặn lọc các những một số thông tin xấu độc. Thì đối với người Việt Nam chúng ta thì thường là cái thông tin xấu độc là nó hơi liên quan đến cái lĩnh vực chính trị tư tưởng và chủ quyền quốc gia. Thì những nội dung mình luôn luôn là yêu cầu là YouTube là phải mà cũng chặn lọc. Nhưng tuy nhiên là chúng ta phải nhìn lại mình là có cái chưa tốt. Thế thì ở đây cái câu chuyện dần dần ấy, thì nếu như mà chúng ta làm nhỏ thì không sao, nhưng mà nếu để kéo dài tiếp rồi rất nhiều người Việt Nam mà cũng lại kiếm được rất nhiều tiền YouTube thì người ta sẽ bắt đầu chặn mình. Và đấy là một cái mặt mà tôi hôm nay tôi cũng chia sẻ ở đây, là chúng ta mà cũng chưa ai chia sẻ cái chuyện này. Tôi nghĩ rằng là những người khổng lồ người ta để cho mình sử dụng, nhưng khi mà mình đã quá lạm dụng người ta lại chặn lại. Kể cả những việc Facebook nó có câu chuyện tương tự như thế. Tức là ví dụ như là chúng ta một số người kiếm được tiền nhiều rồi bằng một số cái thuật toán và một số cái lợi dụng thông tin thì cũng có thể là kiếm được tiền, nhưng sau đấy thì người ta thấy rằng là mình lợi dụng được người ta quá, người ta cũng có thể là chặn lại bằng thuật toán. Người khổng lồ người ta có cái độ thống kê thông tin và người ta đánh giá các thông tin và khả năng AI khả năng đánh giá là rất tốt, nên là người ta, nên là mình nhiều khi mình cái câu chuyện để trả lời câu chuyện là mình dựa trên lưng người khổng lồ hay là mình tự làm, thì rõ ràng cái chuyện mà mình mà tự làm ấy,
thì Sơn Trang cũng là một cái câu chuyện không có tiền mua đầu tư, nhưng mà lợi dụng cái nền tảng thì cũng lại phải có câu chuyện tính toán, và cũng không thể nào mà lớn mãi, lớn mãi là sẽ chặn, là ta nghĩ ra ta chặn ngay. Thì tôi có một vài chia sẻ. Thế còn tất nhiên là cái câu trả lời ở chỗ khi vừa hỏi thì nếu mà nói là nó cũng lâu quá thì có lẽ ở đây cũng nhiều chuyên gia khác tôi nhường lại một chút, thì là nếu như tính nữa tôi sẽ nếu có câu hỏi khác có liên quan đến vấn đề về công nghệ, kể cả vấn đề liên thông các nền tảng về mạng viễn thông, thì xin phép nếu còn thời gian thì tôi sẽ xin trao đổi sau và xin nhường lời cho một số các chuyên gia khác. Như vậy chúng ta cũng biết là sự khác biệt giữa trong cái việc mà nhà nước quản lý của các kênh phát thanh truyền hình truyền thống và bên mạng xã hội, thì nãy như anh cũng chia sẻ là khi mà nhiều người sử dụng nhiều và có trở thành lớn phát triển hơn nữa thì chắc chắn là sẽ có một cái chính sách nó khắt khe hơn. Và cũng xin được hỏi anh Đình Hà, thì hiện nay cũng vấn đề là vi phạm nội dung vi phạm bản quyền, thì cơ quan nhà quản lý nhà nước của chúng ta đã có những hành động gì để có thể bảo vệ những cái doanh nghiệp mà bị doanh nghiệp mà cung cấp nội dung trên internet phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền? Hello. Thì đối với cái câu mà vi phạm về bản quyền hay là vi phạm về nội dung đó, thì giống như chỗ anh Thành lúc nãy có chia sẻ với lại các trong diễn đàn của mình đó, thì chỉ có một vài phần trăm nhỏ là những doanh nghiệp mà sản xuất nội dung chất lượng OCC giống như anh Thành định nghĩa đó. Còn lại hai cái nội dung khác đó, là thứ nhất đó, là sản xuất nội dung không chuyên nghiệp, thứ ba đó, là vi phạm về bản quyền. Mà cái này là giống như là xu hướng tất yếu của công nghệ rồi, giống như anh Cường đã trình bày là về cái vấn đề thiết lập cái kênh hạ tầng để truyền dẫn phát sóng, hoặc là mình sản xuất cái nội dung mình bị quá nhiều cái rào cản để về pháp lý. Những doanh nghiệp mà làm chính thống thì hầu như là bị chặn hết, bị kiểm duyệt hết tất cả nội dung về khung giờ cũng như về hạ tầng cũng như là về tiêu chuẩn ngành. Còn các cái dịch vụ mà xu hướng truyền thông trên xã hội á, là giống như là OTT hoặc là ứng dụng cái YouTube hoặc là Facebook để họ đưa chia sẻ những cái video, mà ngay cái video họ cũng không sáng tác ở cái video đó, họ có thể là đào về một cái video của một cái đơn vị nào đó, họ chỉnh sửa cắt cúp lại để họ lan truyền. Thì đối với mấy cái nội dung đó thì hầu như là Facebook hoặc là YouTube đều có cái kênh mà được bọc để ngăn chặn lại những cái hành vi mà vi phạm, để ngăn chặn bớt cái sử dụng cái thông tin không có bản quyền. Còn đối với các cái cơ quan quản lý nhà nước mà kiểm duyệt với lại các cái cơ quan mà phát thanh truyền hình mà theo đúng chuẩn của nhà nước đó, thì hầu như là các đơn vị không có vi phạm về bản quyền. Còn các cái từ các đơn vị khác họ cũng qua là câu like câu view để họ tăng cái lượng like hoặc là tăng cái lượng mà theo dõi cái là cái trang YouTube của họ để họ kiếm tiền từ cái tài khoản của họ, giống như chỗ anh chia sẻ lúc đầu đó, thì là người Việt Nam kiếm nhiều tiền từ cái kênh tài khoản của họ. Dạ, không biết là quý anh chị nào đã có chuẩn bị xong câu hỏi của mình không ạ? Dạ em xin mời. Hello. Trước tiên là em là anh tự giới thiệu em là Trấn. Em là người Việt gốc Hoa. Bây giờ em có thể nội dung của em hỏi thì không có đúng như thế hồi nãy. Những cái chủ đề mà của các anh chị đang trao đổi, nhưng mà nó rất là quan trọng đối với rất là nhiều người Việt Nam. Em nghĩ rằng như là câu hỏi của em là em quan tâm là nếu như một cái doanh nghiệp nhỏ của người Việt Nam nói riêng cũng như là cộng đồng nói chung đó, thì nếu như muốn phát triển một cách hợp lý cũng như là đúng theo luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế, thì những người mới doanh nghiệp nhỏ mà chưa có biết đến truyền thông cũng như cái vấn đề xin giấy phép, vấn đề đóng thuế, vấn đề làm sao cho đúng theo pháp lý Việt Nam, thì có một cái nơi nào, một cái cổng nào mà để cho doanh nghiệp nhỏ hoặc là những người chưa biết có thể đến và tìm hiểu. Thì em muốn biết là muốn xin một cái giấy phép, ví dụ như có thể cá nhân nào đó có thể làm những cái video quăng lên YouTube hay là quăng lên Facebook, nhưng mà có giấy phép ảnh của truyền thông Việt Nam và tổ của Việt Nam cấp cho các anh.
tâm nào đó, một bộ phận nào đó, một cá nhân nào đó để thực hiện tốt và làm sao để thực hiện được việc đó và đóng thế việc đó một cách đúng theo cái luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Làm thế nào mà để các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mà mới bước chân vào lĩnh vực truyền thông thì làm sao để có giấy phép và hoạt động một cách đó, cái chuẩn một cách hợp lý? Để các câu hỏi này chắc em mời anh Tuấn Thành có thể chia sẻ. Nó còn phụ thuộc vào là bạn cung cấp dịch vụ gì. Nếu như mà cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình truyền thống ấy, thì cơ quan quản lý và cấp phép đó là Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông. Đấy là chỗ tầng 9, tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đấy. Thế nhưng mà trước khi mà đến đấy thì có lẽ là nên gặp gỡ một số cá nhân hoặc là công ty tư vấn để họ giải thích rõ xem là gì. Bởi vì mà mình đến thẳng nơi đấy thì có thể là họ sẽ không giải thích được cặn kẽ vì họ không có thời gian, đúng không? Họ sẽ bảo là đây mời anh tham khảo nghị định này, quy định kia, thì anh phải về anh tự đọc thôi. Hiện nay anh có thể đọc là nghị định 06 năm 2016 Google trên mạng là ra. Đấy. Thế còn nếu mà anh cung cấp dịch vụ OTT, OCC đấy, thì hiện nay là chưa có đặt ra khái niệm cấp phép, bởi vì đang sửa đổi, đang Bộ Thông tin Truyền thông đang dự thảo cái nghị định để sửa đổi nghị định ấy nhằm đưa cái dịch vụ OCC vào cái diện là phải cấp phép. Đấy thì bao giờ nghị định đấy ra đời thì lúc đấy phải đặt ra vấn đề tiếp. Còn hiện nay thì do chưa có quản lý đấy thì cứ làm thôi, đúng không? Vì người dân được làm cái gì pháp luật không cấm. Đấy. Thế còn nếu mà làm theo kiểu là không phải hai cái dịch vụ đấy, đúng không? Tức là thì mà cứ làm theo YouTube bình thường thì có ai cấm đâu? Nghĩa là không qua vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định hiện hành như ông Khá Bảnh hay là cái bà Tân ấy thì không ai cấm đâu. Rồi em muốn hỏi bổ sung là ở đây em có muốn là giống như em là một cái doanh nghiệp em kinh doanh trên online, đó là chính xác nhất, và có thể thông qua những cái kênh như là YouTube hay Facebook gì đó, thì đương nhiên trong cái quá trình tạo quảng cáo như vậy thì cũng sẽ kinh doanh cái sản phẩm của mình, thì đương nhiên cái sản phẩm của mình nó đã hợp lý rồi, cũng như là có giấy phép kinh doanh thì là đóng thuế môn bài hoặc là đóng thuế VAT trên cái sản phẩm đó, thì cái chuyện đó đã là biết từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thông qua YouTube, ví dụ thông qua Facebook, thì em được biết là một số bạn đã bán qua Facebook hoặc bán qua YouTube, thì có thể họ không có giấy phép gì đó thì em không nắm rõ lắm, nhưng mà em được biết một cái thông tin chẳng hạn như là sau này được bị truy cứu anh B nào đó có một cái nguồn thu nhập nào đó rồi bị đóng kinh nó lại là do anh không có đăng ký gì đó, anh không có đăng ký gì đó, em cũng chưa biết là đăng ký gì. Bởi vì hồi nãy cái câu hỏi đầu tiên là em muốn hỏi là mình muốn làm cho nó đúng thì mình sẽ đi đâu hỏi và hỏi ai và ai sẽ tư vấn mình và thực hiện nhận hồ sơ, để giống như em đã từng đi sở kế hoạch đầu tư, em đi xin một cái giấy phép thì chuyện đó là rất là lâu rồi, thì ai cũng có kinh nghiệm, thì em chưa có giấy phép để em vào bộ cấp phép cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh, mình vào đó là mình có thể xin được cái giấy phép. Nhưng mà đầu này thì về cái truyền thông thì em lại không biết đi đâu em xin phép cả, cho nên em đang muốn biết là cái chỗ đó, và nếu như có cái chỗ một cái cổng nào đó mà ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thế có lẽ là tôi cũng thực ra thì cũng xin phép, là vì tôi cũng là người ở Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng có một số cái chia sẻ như này. Tất nhiên là cái một số cái nó sẽ không, cái người dân thì không được làm khi mà mình xây dựng cái hạ tầng của những phát sóng hoặc là mình tạo các cái kênh truyền thông chính thống đấy. Người ta nói chung là kiểu như là cái anh Thành mới nói, nhưng tất nhiên là cũng đối với những người bình thường ấy, làm việc như cái YouTuber thì cũng không sao cả. Nhưng câu chuyện của tôi nghĩ là anh đã băn khoăn ở cái chỗ là anh muốn làm đúng tất cả các thứ. Ví dụ như những cái trường hợp mà như là Khá Bảnh chẳng hạn,
thì lấy trường hợp nổi trội lên thì ta kiếm rất nhiều tiền, thì lúc đấy khả năng là nhà nước sẽ lại sờ lại những việc là chi thu thuế rồi xử lý các thứ. Thì muốn làm sao để làm mà chính thức để làm lớn cái chuyện đấy, tôi nghĩ là cái này nó hơi thường liên quan đến bên Bộ Công Thương và các người ta quản lý nó rõ hơn. Nhưng mà tôi chỉ muốn trả lời thế này, tức là thông thường nếu như mình mà làm ăn nghiêm túc và làm lớn ấy, thì nói chung cũng phải tham gia đầy đủ các nghĩa vụ của công dân, tức là nếu mà làm lớn mình kê khai thu nhập mình nắm hết cả vấn đề gì cả đấy. Nhưng mà cái việc đấy nếu như nó nhỏ thường mọi người bỏ qua, thì chúng ta cũng nếu nó làm nhỏ ta bỏ qua, và bao giờ mà nhà nước mà sờ đến thì mình cũng kê khai là mình hoàn thành các nghĩa vụ nếu như mà nhà nước động đến đấy. Là tôi cũng nghĩ là cái tinh thần là bây giờ đây đúng là nó phải là ở chỗ bên các cái cơ quan của Công Thương mà những người khác là nắm rõ hơn. Thế tôi nghĩ là cái trả lời pháp của anh ở chỗ đấy thôi. Còn về phía bộ bên này có gì thì anh có thể là có cái cổng trực tuyến ở chỗ cục phát thanh truyền hình điện tử ở tầng 9 và nhà 105 Trần Duy Hưng, có thể tra cái trang web đó gọi là chính xác là ab.mốt.vn, thì có thể là hỏi về các cái thủ tục về mặt cung cấp nội dung thông tin và quản lý phát hành điện tử. Thế tuy nhiên thì cũng phải báo cáo với anh là cái thông tư 06 là cái nghị định 06 là cũng còn đang là như đến sáng nay thì bộ trưởng cũng yêu cầu một số việc mới là phải làm sao nó phải cập nhật hơn và nó phải có cái công nghệ để quản lý được. Còn nếu như mà mình phải đưa các cái điều kiện mà để quản lý ra mà nó không theo kịp được cái quản lý đưa ra cũng không quản lý được. Thế đây là một cái thành ra là cũng phải 6 tháng nay bộ vẫn còn đang tiếp tục để hoàn thiện, và không phải hoàn thiện cái nội dung người đó mà làm sao phải hoàn thiện được cái cách thức để có thể thực thi được cái việc mà triển khai quy định này. Thế thành ra là nó cũng hơi trễ so với mọi người. Thế có lẽ là cũng nhiều người đang trông chờ là cái 06 ra như thế nào, thì mà nói chung là cũng sẽ phải tiếp tục hoàn thiện cơ cấu để cụ thể hóa, hiện thực hóa trong quá trình triển khai thực thi cái nghị định 06 này. Thì có lẽ là các anh chị cứ cố gắng là theo dõi nhanh không, chắc là cũng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì sẽ có cái ra nghị định, có cái cách tổ chức thực thi thì sẽ là rõ hơn. Thì mình xin phép là trả lời, thế không biết là anh có cảm giác là hài lòng chưa, hoặc là có gì thì anh hãy trả lời hoặc hỏi thêm. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh, và chắc chắn là những cái nguyện vọng của anh là trong tương lai, và hy vọng là nó sẽ được thực hiện. Như nãy thì mình thấy là bên cánh bên này là có ai muốn đặt, quý anh chị nào muốn đặt câu hỏi không? Dạ, mời chị.
Dạ luôn ạ. Dạ em xin chào đại trường, em cảm ơn các bạn ạ. Tại vì hôm nay thực sự là đến hôm nay và nghe lời chia sẻ của các anh thì em cảm thấy rất là thực tế và rất là hữu ích cho doanh nghiệp của em. Thì em tên là Thương, đến từ công ty cổ phần VinPlus, là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ VOD tại thị trường Việt Nam. Thì em có một câu hỏi duy nhất liên quan đến vấn đề là vi phạm bản quyền. Thì như các anh cũng biết là cái vấn đề là bảo vệ cái phim, bảo vệ cái bản quyền của mình nó cũng quan trọng giống như là việc mình mua được cái phim đó như vậy. Thì trước giờ là doanh nghiệp hoàn toàn là tự là chủ động trong việc bảo vệ vi phạm bản quyền. Tại vì khi mà liên hệ với lại cơ quan nhà nước thì nó qua rất là nhiều thủ tục và nó tốn rất là nhiều thời gian, trong khi mà một phim đưa lên trên mạng internet chừng 1-2 phút thôi đã có vài nghìn người tiếp cận, đó là chuyện bình thường. Thì hiện tại bên em có một cái khó khăn, đó là đối với những trang web mà có hosting tại nước ngoài thì bên em không thể nào chủ động hạ được những cái website mà có hosting tại nước ngoài, đặc biệt là những quốc gia không tôn trọng bản quyền giống như là Nga hay là Hà Lan. Thì không biết là các anh có cái ID nào để có thể giúp doanh nghiệp trong cái vấn đề này không ạ? Này thế em mời anh. Thực ra thì anh nghĩ đơn giản thôi. Nói chung là khi mà mình đã sản xuất một nội dung thì một bản bất kỳ nào nó có máy tính, có hệ thống dựng thì ăn cắp rất dễ. Còn phải để còn các bạn làm sao là tìm kiếm và cái nội dung nó bị ăn cắp vi phạm bản quyền cũng là các bản dựng nghệ. Nhưng mà cuối cùng thì hành lang pháp lý Việt Nam thì vẫn phải dựa vào những các đơn vị, ví dụ bạn hợp tác với một đơn vị của Bộ Công an. Tương tự nữa, bạn hợp tác với nhà mạng. Những câu chuyện mà chặn những địa chỉ website đấy mà khi bạn có văn bản, mà câu chuyện mà hợp tác đấy thì bạn phải trả phí, chứ là bạn phải trả về những cái dịch vụ mà họ giúp cho bạn thì gọi là gác cổng. Thì tôi nghĩ những cái chuyện đấy nó rất đơn giản, không nhà mạng nào từ chối và Bộ Công an họ cũng là người bảo vệ. Hiện giờ Đài Truyền Việt Nam, bản thân Đài Truyền Việt Nam tất cả các phim, ví dụ tôi nói đơn giản như là gặp nhau cuối năm, nhưng bình thường các năm trước chưa phát sóng đã có một bản sản xuất và trên mạng OTT. Nhưng mà các bạn thấy gần đây hầu như không có, chưa kể những cái hệ thống như là World Cup, những cái chương trình mà thể thao của châu lục đấy, của Europe cũng tương tự thế, thì bắt buộc phải có hợp tác với những cái đơn vị cơ quan có chức năng công quyền để giúp được các bạn. Chứ còn tôi nghĩ là nếu mà các bạn mà chỉ có tư lực thì tôi nghĩ là rất khó. Đấy, tôi chỉ chia sẻ thôi. Là hợp tác với cơ quan nhà nước để mà chặn IP ấy, thì bên em có thực chất rồi. Tuy nhiên cái vấn đề chặn IP ấy, nó không chỉ là đơn giản là mình chỉ cần gửi văn bản là có thể chặn được liền, mà khi mà chặn IP ấy, là phải lên trên, sau đó là các bạn ở trên phải gửi văn bản tới tất cả những nhà cung cấp mạng, sau đó là khi mà người ta đổi IP một phát là mình phải đi chặn tiếp hay sao. Và chưa kể là một cái IP nó ảnh hưởng rất là nhiều cái trang web, đâu phải mình muốn chặn là có thể đối xử gì mà thôi. Với lại thêm một cái nữa, đó là những cái trang lúc đầu thường là người ta sử dụng những cái nguồn máu của người ta, những kinh phí của người ta đến từ những trang web nó vi phạm pháp luật, giống như là đánh bạc, cá cược, những cái web cái đó toàn là ở nước ngoài không. Thì em bên em cũng không thể nào mà chặn được cái nguồn cung cấp kinh phí cho những trang lúc đầu đó. Thì em bên em muốn hỏi là những cái giải pháp nằm ngoài những cái vấn đề mà bên em đã rồi sức rồi, thì không biết là bên em có giúp đỡ được không? Hiệp hội công nghiệp video châu Á API ấy, thì có lập một cái chương trình gọi là CAP, tức là liên minh chống vi phạm bản quyền. Đấy. Thì cái liên minh chống vi phạm bản quyền thì trước mắt là ở Việt Nam này, thì là có hợp tác với cả cơ quan quản lý, cụ thể là bộ cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử. Thì cái phạm vi mà xử lý thì là đối với cả các cái vi phạm mà xảy ra trên cái lãnh thổ Việt Nam đấy, thì bạn có thể là đăng ký để tham gia cái liên minh chống vi phạm bản quyền đấy.
Thế thì khi mà tham gia thì sẽ được cung cấp thông tin, thế rồi là nắm được những cái thông tin mới nhất. Thì trong những cái thông tin mà có thể được cung cấp thì là những cái phương pháp để mà người ta giúp ngăn chặn, giảm bớt cái nạn vi phạm bản quyền. Ví dụ như là lập danh sách đen các cái website thường xuyên vi phạm bản quyền đấy. Cái danh sách đen đấy là hiện nay là trên cái website của cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử là có đấy. Thế rồi là cục cũng sẽ phối hợp với cả các cái cơ quan chức năng hoặc là thanh tra quản lý thị trường hay là công an, thậm chí cả công an đấy, để mà xử lý điểm một số vụ đấy. Chứ không phải vì đúng là khó vì cái số lượng nó đông đảo như thế và cũng đòi hỏi nguồn lực nữa, nên không phải là không thể là xử lý được ngay một lúc. Thế tuy nhiên là đấy là những cái bước ban đầu mình có thể tham gia. Thế còn nếu như những cái vi phạm bản quyền ấy mà xảy ra ngoài lãnh thổ của Việt Nam ấy thì nó sẽ khó hơn. Thế tuy nhiên là ít ra là bạn cũng biết cách là cái phương pháp tiếp cận của họ là đi theo các cái nhà quảng cáo ấy, các cái advertisers đấy. Ví dụ như là những cái thương hiệu nổi tiếng như là Coca-Cola hay Samsung hay gì đấy mà lại có cái quảng cáo của mình xuất hiện trên những website lậu như thế, thì người ta sẽ báo cho các cái thương hiệu lớn ấy là các ông phải làm việc với các ad agent của ông như thế nào đấy để mà dừng các cái quảng cáo cho cái trên các website kia, tức là chặn cái nguồn tiền để nuôi sống những cái dịch vụ lậu như thế. Thì đấy cũng là một cách. Thì tất nhiên nó chưa đầy đủ, sẽ phải có nhiều cái khác nữa, nhưng mà nếu như ta chưa biết thì đấy là những bước ban đầu ta có thể tham gia. Và bây giờ xin mời một câu hỏi đến từ vị khách nước ngoài. Thank you. My name is Matt from Disney. Sorry, I was speaking in English. So just let me know, give me like a hand if you want me to wait for you to translate. Yeah. Okay. I really just have. Yeah. But excuse me. Can you speak louder and more slowly? Yes. Okay. So I'm Matt from Disney. I'm based in Hong Kong. I really just wanted to make two points from the presentation from earlier today. The first point, I think it's really important as we look at the transformation of broadcast and television in the digital era to understand that curated services, curated video services, are different than social media or user-generated content services or pirate services. The example brought up earlier about people in Vietnam making money on YouTube or other sites through illegal content or other things like that could never happen on the sort of curated content services, because we pay for and control what is on our services, and we're sort of responsible and we're putting our brand on the line for these services. Maybe I'll stop on that first point. Dạ, anh ở đây là đến làm việc ở Disney ở Hồng Kông, thì anh có chia sẻ có hai ý ở đây. Thì ý đầu tiên là về cái vấn đề mà về cái sự chuyển dịch trong cái lĩnh vực phát thanh số, thì đó là cái sự khác biệt giữa cái việc mà truyền hình truyền thống và với cái những cái kênh YouTube. Thì anh có nói là về cái thương hiệu quốc viên họ trả tiền để có thể mà bảo vệ được cái nội dung, cái bản quyền của cái nhãn hiệu của họ. And my second point really is we want. Xin phép mọi người, tôi sẽ truyền tải lại cái ý của anh Matt. Anh ấy nói hơi sâu hơn một tí. Yeah. Thì Matt là đến Matt Kalantik là đến từ Disney Hồng Kông, và cái ý của anh trong ý đầu tiên này thì anh ấy muốn xin nhấn mạnh ở đây rằng là với những cái hãng phim lớn và những cái đơn vị cung cấp nội dung lớn như là Disney ấy, thì họ luôn luôn rất là cẩn trọng trong cái việc đưa các cái thông tin và sản xuất các cái thông tin của họ, các cái nội dung của họ, và cái đấy nó hoàn toàn khác với những nội dung mà mọi người đưa lên mạng xã hội. Chính vì như thế nên giống như anh Thành có nói lúc nãy đấy, là các cái nội dung mà các anh đi sản xuất hoặc là những cái hãng lớn sản xuất thì bao giờ cũng là những nội dung rất là chuyên nghiệp, và chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện là những cái nội dung này có thể là những nội dung vi phạm pháp luật hay là những nội dung mà không kiểm soát được. Thế nên là các cái nội dung này hoàn toàn khác những cái nội dung mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội. And my second point is we're really excited to further enter the Vietnamese market in this new sort of digital content and video distribution.
But there's a lot of there's a few concerns with the new regulations, but the big one, and Mr. Tan mentioned it earlier, is the licensing requirements. I think, you know, as curated content services, and as Disney in particular, we want to serve the Vietnamese audience, and we want to follow all the rules, the regulations that are established. But there are certain things that will make it very problematic for us to really come and invest in the Vietnamese market, and particularly the licensing rules and regulations as they're currently written. Và là một hãng phim lớn thì chúng tôi rất là mong muốn được đến Việt Nam và phục vụ người xem ở thị trường Việt Nam. Chúng tôi thấy là Việt Nam là một thị trường rất là tốt và tiềm năng. Thế nhưng mà và chúng tôi cũng rất là mong muốn được đáp ứng các cái yêu cầu của luật pháp Việt Nam. Thế nhưng cũng như lúc nãy anh Thành có nói thì một số cái vấn đề mà hiện nay với các quy định mới thì chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì là chúng tôi rất muốn tuân thủ luật pháp, nhưng mà nếu những cái quy định như việc cấp phép chẳng hạn mà được ban hành như là dự định ấy, thì sẽ rất là khó để cho chúng tôi có thể tuân thủ, và như thế thì chúng tôi sẽ rất là ngần ngừ đối với cái việc là phải làm như thế nào để đến được thị trường Việt Nam. Xin phép có hai ý kiến như thế ạ. Như vậy thì dạ anh có cái suy nghĩ như thế nào về ý kiến của anh Khắc Nguyệt? Vâng, tôi cũng đề ý kiến cá nhân thôi, vì đúng ra thì tôi cũng không cũng là người hâm mộ, như là tôi ở một phần khác thì có hiểu biết được chia sẻ này thôi. Thế là thứ nhất ấy, thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu như mà trong một cuộc chơi đi dài thì tôi rất là đồng ý là nếu những người mà muốn đi đường dài thì phải làm nội dung nghiêm túc và đầu tư nghiêm túc, và có khi cũng phải đầu tư kể cả để bảo vệ luôn cái sản phẩm trí tuệ của mình. Thế là đối với những người mà làm tốt thì cũng không sợ là người ta copy hay là làm sai lệch cái nội dung của mình đâu. Mà cái vấn đề mà xã hội bây giờ là nhiều nội dung nó ở cái mức rất là thấp, thậm chí là cái nhảm nhí, nhưng lại thành cái trào lưu, và tức là có thể nó bùng lên nó cũng lại kết thúc thôi. Nhưng mà đấy cũng là một cái mà nguy cơ đấy. Thì tôi nghĩ là cái ý thứ nhất là tôi rất đồng ý. Và cái ý thứ hai để trả lời những cái quan ngại của anh là gì, cái khâu bảo kiểm duyệt ấy, thì cái này thì tôi cũng phải trả lời này. Nhìn chung ấy, thì mỗi một đất nước có một cái văn hóa riêng. Thế và nhìn chung là cái nội dung thì nó cũng có phù hợp hay không, thì nó cũng chủ yếu là liên quan đến những cái vấn đề về thuần phong mỹ tục. Thế còn ngoài ra thì có vấn đề về chính trị, thì mỗi một cái đất nước thì nó cũng có cái độ chặt độ lỏng nó khác nhau. Thì chỉ có hai cái điểm đấy thôi, nhưng mà cũng không có cái điểm gì bảo là kiểm duyệt. Và sắp tới tôi nghĩ rằng là cái nghị định 06 ra thì không quá là chặt chẽ trong cái chuyện kiểm duyệt lắm. Nên là anh yên tâm là vẫn cứ những cái nội dung mà tốt, và đặc biệt là có cái tính chất kiến thức, có tính chất văn hóa cao, thì đảm bảo là vẫn có cái là sẽ có cái đất sống ở đất nước Việt Nam, không phải lo là sợ kiểm duyệt mà quan ngại. Cái kiểm duyệt Việt Nam rất là ít, chỉ tránh những cái vấn đề về một chút về chính trị, cũng như là những cái vấn đề về văn hóa mà chúng tôi hay gọi là thuần phong mỹ tục thì nó ít thôi. Đấy, chỉ có cái điểm đấy là tránh. Tôi xin trả lời là theo cái tinh thần là hiểu biết cá nhân, chứ không phải là cái tinh thần của bộ. Những gia đình bộ thì có bộ phận khác, ở các chuyên môn thì phát ngôn thì chuẩn hơn. Và tôi xin phép có một vài chia sẻ cá nhân như thế. Anh Nguyên Văn có muốn chia sẻ gì không? Có lẽ là cộng sự của anh đã giải thích rõ ràng anh về những cái chia sẻ của anh Trí Kim ở đây, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn chị rất là nhiều vì những giải rất là kỹ lưỡng ạ. Quay trở lại với phiên bàn luận của chúng ta hôm nay, thì em cũng muốn hỏi anh Tú Thanh một câu đó là thực tế thì phần truyền hình OTT tại Việt Nam thì rất là nhỏ, thì vấn đề chung là chúng ta có nên tập trung chính sách để có thể phát triển được cái loại hình. Phần truyền hình OCC thì năm ngoái thì chúng tôi có làm một cái điều tra đấy, có cái báo cáo về thị trường truyền hình trả tiền ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tổ chức một cái hội thảo ở thành phố Hồ Chí Minh ở đây. Thế thì theo các cái con số của chúng tôi điều tra, cũng như là căn cứ vào chính cái báo cáo của cục phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử thì cái thị phần của OCC ở Việt Nam ấy, là rất là bé. OCC ở đây tức là có tính phí nhá, chứ còn của YouTube với cả Facebook thứ thì ta không đến được, chưa có cách nào để đo đấy. Thì trong cái thị trường truyền hình trả tiền ấy, thì cái thị phần của OCC là về mặt thống kê là không có ý nghĩa, nó gọi là insignificant, nó không có giá trị luôn đấy, vì nó quá bé đấy. Thế còn doanh thu của OCC của truyền hình trả tiền là chủ yếu đến từ các cái doanh nghiệp truyền hình trả tiền truyền thống, giống như anh Cường vừa mới nói đấy, SCTV này rồi VTV Cap vân vân đấy. Thế thì tôi cũng đã nói rồi, tức là cái thách thức mà do các doanh nghiệp OCC cả trong và ngoài nước mà gây ra ấy, hiện nay là chưa thấy gì, chúng ta chỉ thấy là ở trên mạng xã hội với YouTube thôi, chứ còn Facebook thôi, chứ còn chúng ta còn đâu có thấy được là ví dụ như là các doanh nghiệp là OCC của Việt Nam đấy, như là các cái app của VTV Go hay là của SCTV hay của VTC, có thấy có cái vấn đề gì trên đấy đâu. Thế đối với các doanh nghiệp nước ngoài cũng thế, Netflix hay Amazon Prime Video hay là HBO không thấy có vấn đề gì cả đấy. Tức là nó không có một cái thách thức gì về mặt trật tự xã hội để mà chúng ta phải quản lý. Cái duy nhất mà chúng ta cần nó khiến cho cơ quan quản lý chú ý hiện nay, tức là có cái mối lo ngại từ phía các cái doanh nghiệp truyền hình trả tiền truyền thống rằng là nếu như mà không có cái biện pháp mà ngăn chặn các cái ông nước ngoài ngay từ đầu, vì sợ các ông vào một cách ồ ạt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Đấy là một cái lo lắng chính đáng. Tôi nghĩ rằng là ở cái thời điểm hiện nay thì cái thị phần của các doanh nghiệp OCC, trong đó các doanh nghiệp nước ngoài, đúng là nó không đáng kể, nhưng mà nếu như mà các doanh nghiệp Việt Nam mà không tự thân vận động, không chuyển đổi số giống như anh vừa mới nói, đúng không, không ý thức được cái cơ hội của cái thách thức mà vẫn cứ duy trì cái mô hình kinh doanh như hiện nay ấy, thì đúng là trong thời gian tới chúng ta không biết là bao lâu, có thể là năm sau, có thể là 3-4 năm sau nữa đấy, thì là chúng ta sẽ bị mất các doanh nghiệp đấy, là sẽ bị mất thị phần. Bởi vì là người tiêu dùng người ta sẽ thay đổi, cũng giống như là tại sao bây giờ mọi người cứ mua iPhone với cả điện thoại Samsung mà không mua Bphone mấy, đúng không? Bphone là cũng là một cái điện thoại rất là tốt, nhưng mà rõ ràng chúng ta đi sau, chúng ta không kịp để chiếm được cái cảm tình của người tiêu dùng đấy. Thì các doanh nghiệp sản xuất nội dung trong nước, các cái nhà đài trong nước như SCTV, VTV Cap bây giờ phải chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa đấy, thì mới hy vọng là chúng ta mới tiếp tục giữ được cái thế thượng phong trong tương lai. Cho nên là cái công tác quản lý hiện nay ấy, trong cái nghị định sửa đổi nghị định 06 ấy, là phải làm thế nào ấy để mà tạo điều kiện cho cái dịch vụ OCC, nhất là OCC trong nước, đúng không, có cơ hội phát triển, thay vì là chúng ta bóp nó ngay từ đầu, nó đã có làm sao đâu mà phải bóp, đúng không? Để cho nó phát triển, để cho các cái doanh nghiệp ở trong nước là chịu khó đổ tiền vào đấy đấy đấy, thì lúc đấy chúng ta mới hy vọng là chúng ta sẽ đi được đường dài. Chứ còn nếu như mà bây giờ tư duy theo kiểu quản lý chặt ngay từ đầu thì sẽ không có cơ hội để cho các cái nền công nghiệp trong nước phát triển. Như vậy thì khi mà chuyển đổi số làm tăng cái hiệu suất, làm tăng cái sự tương tác, thì các kênh đài phát thanh truyền thống thì nếu mà nó thay đổi như vậy thì cũng sẽ phát triển thay đổi theo. Nhưng mà có một câu là ví dụ như nếu mà số lượng nó ra nhiều như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng. Thì làm thế nào để ứng dụng một cách có hiệu quả và vừa hiệu quả và vừa bắt kịp được xu hướng này? Hiện nay thì trong số các cái doanh nghiệp OCC của Việt Nam ấy, thì tôi thấy rằng là FPT dường như là đã nhận thức được vấn đề một cách đúng đắn và mạnh dạn là đầu tư nguồn lực một cách phù hợp đấy. Chúng ta biết là FPT có hai dịch vụ truyền hình trả tiền. Dịch vụ thứ nhất là IPTV và dịch vụ thứ hai là FPT Play. Là gì? FPT Play là OCC đấy. Đấy. Thế thì cái mô hình quản lý của FPT Telecom ấy là gì? Họ để cho hai dịch vụ này tồn tại độc lập với nhau, thậm chí là cạnh tranh lẫn nhau. Đấy. Anh nào sống được thì anh ấy tự sống, còn nếu mà chết là chết, chứ không phải là ghép lại với nhau. Thế còn các cái doanh nghiệp còn lại
thì ví dụ như là VNPT có MyTV chẳng hạn, thì MyTV vừa là IPTV nhưng mà VNPT lại cũng có một cái app OCC, đúng không ạ? Thì hai cái mảng đấy là vẫn là một với nhau chứ không có tách rời ra như là FPT. Cho nên là khi cái mảng MyTV chẳng hạn, người ta tức là mảng IPTV nó đang kinh doanh nó lớn, đổ nhiều tiền vào đấy rồi, thì cái việc mà lấy cái nguồn lực từ cái mảng IPTV để đổ vào cái mảng OCC, đúng không, thì có phải là cấu thịt của mình để cho người khác không? Thì người ta không làm được như thế. Trong khi đó nếu như FPT họ là cho cái doanh nghiệp OCC, cho cái mảng OCC là từ đầu và tự sống đấy, và không lấy cái nguồn lực gì từ cái mảng IPTV của họ cả. Thế thì là nó không có cái mâu thuẫn. Trong tiếng Anh nó gọi là cannibalize, có nghĩa là cái này phát triển cái này thì nó cấu vào thịt của cái kia. Thế thì đối với của FPT thì là họ cho độc lập. Thế thì cái đấy, cái cách tiếp cận đấy nó đã đem lại cái kết quả ban đầu, tức là cái mảng OCC của FPT hiện nay là cái mảng phát triển nhất của thị trường trong các doanh nghiệp OCC ở trong nước. Thế còn tôi chưa thấy là cái mảng OCC nào của các doanh nghiệp trong nước là thành công được như thế. Tuy nhiên kể cả mức độ của FPT được coi là thành công nhất trong các doanh nghiệp trong nước thì cũng vẫn còn rất hạn chế, và cái thị phần của họ cũng còn rất là bé. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Chắc có lẽ là một lần nữa xin được cảm ơn các chuyên gia đã dành thời gian đến đây và có những chia sẻ rất là sâu về cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Và phiên bàn luận vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hội thảo ngày hôm nay. Nên là cũng đại diện ban tổ chức cảm ơn tất cả các quý khách đã dành thời gian buổi chiều để có thể đến tham gia chương trình hội thảo, và một lần nữa xin được chúc cho triển lãm của chúng ta năm nay sẽ diễn ra thành công tốt đẹp ạ. Dạ, xin mời các diễn giả có thể lên đây để chụp một tấm hình được không ạ? Dạ. Mình ở đây chụp tấm hình được. Anh là ra anh cũng phải ra luôn. Ở lúc này ở bên này là hình như là